Căn nhà của ông Nguyễn Văn Bui ở phường 5 thành phố Vĩnh Long vừa được Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là ngôi nhà ba gian hai trái truyền thống hoàn toàn bằng gốm đỏ Vĩnh Long lớn nhất tại Việt Nam, được xây dựng cách đây 4 năm với diện tích 300m². Điểm nhấn là tất cả các chi tiết từ tường rào, kèo, cột đến mái nhà đều được làm bằng đất sét nung. Những cây cột được ông Bui tự tay khắc họa với hình ảnh gắn liền với đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân Nam Bộ, tạo nên sự dung dị, gần gũi. Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm gốm, ông ấp ủ mong muốn đưa nghề làm gốm đỏ của quê hương phát triển như thời hưng thịnh và ngày càng được nhiều người biết đến. Do vậy, căn nhà này là nơi ông gửi gắm tâm huyết và thổi hồn vào đó bằng chính tình yêu của mình đối với nghề gốm. Mình muốn giữ lại một cái ký ức của cái làng nghề. Do đó mình tôi quyết định xây dựng một ngôi nhà bằng đất nung để sau này nó cái làng nghề mình có mai một cái chăng nữa. Vì mình còn giữ lại một ký ức của một cái làng nghề để cho con cháu mình thấy được giá trị của cái làng nghề mà nó nuôi nấng bao nhiêu thế hệ thành đạt tới giờ này. Đến đây, du khách được lắng nghe câu chuyện về làng nghề truyền thống gốm đỏ Vĩnh Long và có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của cư dân thời mở đất phương Nam qua những hiện vật mà ông sưu tầm được từ nhiều năm. Mình cất cái nhà theo kiểu gì nhưng mình cũng bám theo cái văn hóa của vùng miền. Ngay từ người ta đến du lịch người ta coi cái văn hóa của Vĩnh Long, văn hóa của cả một miền Nam để người ta chiêm ngưỡng được cái ông bà mà trước kia người ta làm cái gì. Sự tâm huyết của ông Bui là minh chứng cho thấy nghề gốm luôn có sức hút riêng. Căn nhà được xác lập kỷ lục, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến du khách gần xa.